Chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình gáp cái mẫu vỏ thùng 40. Mẫu này là cái mẫu của VA nè các bạn. Phân tàn Bima F2A. Thì cái phân tàn này nó gì nè các bạn. Phân tàn này thì mình bán 650 một cặp nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ gáp vô trong cái vỏ thùng. Và chép á, chép á thì mình xài chép GCF, chép 1 triệu một cặp nè các bạn. Thì cái dòng chép này là dòng chép xịn nha các bạn, dòng chép xịn chứ không phải là mấy cái dòng chép mà 850 900.000 cặp nha các bạn. Chép này là 1 triệu, là 1 triệu mình bán phân phối đó các bạn. Nó nhiều loại lắm các bạn. Cái dòng chép này thì cái tiếng nó cực kỳ ok, tiếng nó cực kỳ hay. Cái dây chép thì mình sẽ quay ở dưới này nè các bạn, còn cái dây bát á các bạn, dây bát đó mình sẽ nằm ở trên, mình để cho nó nằm ở trên ha, để sau này khách tiện bề mà quay trở dây nhợ các bạn. Cái phân tàn này á, hát lên cái tiếng chép nó không có sét các bạn, nhưng mà nó nghe tiếng sáng lắm. Rồi cái lo bát đó rất là hay, nó cực kỳ là hay. Mình xài toàn bộ là cái dây chuyên nghiệp của cái về âm thanh không à các bạn. Đây là cái dây bát thì mình cắt mình cũng trừ hao cho nó dài ra, sau này khách hàng dễ tiện bề lấy ra các bạn. Dây động nguyên chắc của dây này, dây 1.5 các bạn. Và cái thùng ở sau đó các bạn là xài bích công xịn ha các bạn. Thì cái vỏ thùng này á, tại làm sao nó mắc các bạn, toàn bộ đó là cái bích công cái này nè các bạn, là hàng xịn hết. Con này một cái là 50.000 các bạn, hàng xịn đó. Còn hàng rẻ của thị trường nó chỉ có 10 mấy ngàn một cái thôi bạn. Mình toàn bộ là mình chơi bích công xịn để làm gì, để sau này á nó chỉ hư cái bích công đực thôi, còn cái nó không bao giờ nó hư. Và còn chép thì chép GCS, chép xịn ha các bạn. Thì cũng tầm giá 1 triệu thì giá 1 triệu này là cái dòng chép này là cực kỳ ok rồi các bạn. Nó cái chất gam của nó các bạn xài 3 năm là chuyện bình thường, nó không oxy quá. Còn cái hàng rẻ tiền thì 800 mấy 900 á thì nó bị oxy quá nha các bạn. Còn cái dòng chép của mình là bao là không bao oxy quá các bạn, xài cái tuổi thọ rất là cao. Ở đây là cái dây chép các bạn. Dây chép thì mình sẽ đưa vào cái cọc đỏ của chép ha các bạn. Dây đen thì mình sẽ đưa vào cái cọc đen. Tùy theo cái nó có bị sai cực không đó các bạn, thì thường thường là mình sẽ gắn cái gì. Nếu mà cái bên cái giải tần số nó có bị tiêu hao á các bạn, thì mình sẽ đảo ngược lại. Bye.
Thì cái thùng này á nó các bạn đều lót cái chống tạp âm hết nè các bạn. Vỏ thùng nó thật là sắc sảo. Vỏ thùng này á mình nhập ở trong cơ sở làm đạt chất lượng lắm các bạn. Sơn sàn của nó, sơn này sơn bóng nè các bạn. Còn sơn sàn á các bạn biết sao mà cái mấy cái thùng mà sơn sàn á bây giờ người ta ít xài không? Chụp vô nó có cảm giác nó nhám tay, bị đứt tay và bụi với các bạn. Bụi của nó sẽ bám vô, mình lau chùi không được, còn cái này là nó bóng. Sơn bóng. Lò mặt tin của mình á nó đều có trong cái thùng xốp này các bạn. Trong cái thùng xốp đây nè. Mình nhập từ công ty chính hãng các bạn, và trong cái vỏ thùng xốp của nó nè. Trong cái vỏ thùng xốp của nó các bạn. Thì nó đã có gì hết nha các bạn. Chứ không phải là lo mà nằm trần trụi ở ngoài các bạn. Ở đây thì mình gáp một cái cặp vỏ lo mặt tin, thùng lo mặt tin chép GCF. Tại vì cái tại sao mình không lấy cái chép mặt tin luôn các bạn? Thì cái chép mặt tin đó các bạn, cái giá thành nó rất là cao. Chép mặt tin bây giờ nó nằm cái khoảng tầm 2 triệu một cặp, là nó sẽ trùng bộ với này. Mình gắn chép GCF mà loại hàng xịn này á chỉ có 1 triệu thôi, nhưng mà tiếng ra cũng cực kỳ hay, là mình tiết kiệm được 1 triệu các bạn. Cho nên đó là nó không có giống chép mặt tin và loa mặt tin, thì nó cũng vẫn có nhưng mà mình gấp cho khách đó các bạn, nhẹ được chi phí 1 triệu. Thì cái cặp loa này á mình gấp hết luôn, mình tính hết luôn á chỉ có là 5 triệu 7 thôi các bạn, mà tiếng thì cực kỳ và bộ phân tần chuyên nghiệp luôn nha các bạn. Đó thì đã như vậy thì mình gáp xuống gì là hoàn thành một cái thùng đó các bạn. Cái này là cái tiếng hát của nó là cực kỳ ấm áp nha các bạn. Bích công đó nè các bạn. Hàng xịn là nói gì nè các bạn. Ở đây là bộ phân tầng các bạn. Thì mình sẽ thả phân tầng xuống. Cái chỗ cơ sở điện tử của mình đó các bạn làm phải đến giấc này mới chưa được nghỉ đó các bạn. Thì các bạn xem video đó các bạn, nhớ cho mình xin một like nha các bạn. Thì nó cũng như bên cái gắn phân tầng thì cũng như giống bên thùng ở đây các bạn. Thì cái lò bát đó các bạn, dây bát đó mình để ngang, dây chép mình để xuôi xuống nha các bạn. Đó. Rồi cái phân tầng các bạn đừng có nên để ở đây, tại vì để ở đây á sau này á, nó sẽ rất rối các bạn. Mình để ngay chân chỗ này nè các bạn, mình muốn dò dây hay là mình muốn gỡ lấy cái phân tầng, mình chỉ gỡ ở đằng sau các bạn, thì mình sẽ thò tay vô mình lấy được cái phân tầng ra ngoài dễ dàng các bạn. Tại vì cái mặt lưới mình gắn vô rồi, mình gắn lo còn phải mở ra nó lu bu lắm, mình gắn như gì là nó sẽ đạt. Sau này mình muốn lấy cái phân tầng ra rất là dễ các bạn. Mình để cái phân tầng như vậy nè, mình hát cái phân tầng nó cũng rất là mát các bạn, tại vì cái lo nó đánh
nó đánh một cái lượng gió nhẹ 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 gì, giống như là mình quạt cái quạt gió nha các bạn. Cái này là cái kinh nghiệm của mình thôi. Còn cái kinh nghiệm gì của tất cả anh em á thì mình không bàn tới ha. Phan Tần á, nó hát cũng nóng các bạn, trong cái chế độ mà cỡ khoảng 5 7 tiếng, cái chục tiếng trở lên nó cũng phải ấm ấm nóng đó các bạn. Lo thì như thế này nè các bạn, giở thùng lên là đều có cái xốp mút bảo vệ lo. Lo này thì mình bán lẻ là 1,8 triệu một cặp các bạn, 900.000 cái các bạn, rất là rẻ, mà toàn bộ là lo hàng xịn nhập khẩu gì nữa các bạn. Chép thì nó cũng vẫn gì các bạn, chép con 750 từ này chắc 180 các bạn, từ cỡ 180. Hàng của mình là điện tử nội tải, điện tử tải là đừng tải sản thị trong quốc gia các bạn. Nếu mà các bạn có những cái dòng sản phẩm hoặc là muốn lên cho cái một cái bộ dàn ok đó các bạn, chuyên nghiệp mà giá thành rất là phải chăng thì hãy liên hệ điện tử Khải là 0369905836 nha các bạn. Mình có tất cả những cái dòng thiết bị sản phẩm là van cơ, lai số, rồi mixer, micro, lo từ con 75, con 100, lo BA, lo Thái gì, lo Đức gì có đầy đủ hết nha các bạn. Cho nên các bạn cứ đừng có ngần ngại, hãy đến cửa hàng của điện tử Khải tham khảo nha các bạn. Đây nè các bạn, mới nãy mình nói sao mà cái gắn mình gắn phân tầng ở đây mà không gắn dưới, tại vì á là mình lấy ở đây theo kinh nghiệm của mình đó các bạn. Đánh cái màn đó nó nhúng gì các bạn, là cái hơi gió nó sẽ làm cho một cái phân tầng của mình mát luôn các bạn, giống như có một cái máy ha, điều hòa nằm ở trong này luôn các bạn. Thì ở đây nhúng nhúng thì nó ra một cái hai cái lỗ hơi là nó bảo vệ cái phân tầng của mình là cực kỳ bền bỉ, không bao giờ hư hao trong khi mình đánh lâu dài ha các bạn. Cái này là kinh nghiệm của mình thôi. Sẵn đây mình sẽ test lên thử coi nó có ra tiếng không nha các bạn. Gắn vô trong cái mềm nó đi. Cái này là mình thử cái amply luôn đó các bạn. Cái dòng loa mặt tin này á thì cái tiếng nó là cực kỳ khỏe các bạn. Tiếng nó cực kỳ hay.
nghe đỡ đi các bạn ơi, bắt nhạc kia nghe nó dính bản quyền tùm lum đó các bạn. Lấy lưới gì đèn gắn luôn. Được không? Mặt lưới của nó đều có giải chống bụi hết đó các bạn. Lưới này là lưới xịn từ giải chứ không phải là bằng mút đâu các bạn. Cực kỳ là chắc. Tiếng bass nó cực kỳ nghe sâu đó các bạn. Tiếng jazz nó nghe cũng cực kỳ hay. Nghe tiếng nó sâu cũng nghe hay lắm các bạn. Mình nghe mình trải nghiệm ở ngoài là cảm thấy mình thích gì đâu. Xả một khúc đi. Cái nhạc không có bản quyền này quá ghê các bạn ơi. Mà mình không có dám bắt mấy cái nhạc kia. Mấy cái nhạc mà nó hay sơm sơm, mấy tiếng bass chép nó hay đó các bạn. Thì nó dính bản quyền. Dính bản quyền đó mình đưa lên trên kênh YouTube đó các bạn. Không có được. Lấy mặt lưới kia cho anh luôn đi. Rồi, nó quay xuống. Quay xuống, ngay này chưa? Ngay cái thùng này chưa? Nè các bạn, cái mặt lưới này nó cũng cực kỳ ok nè các bạn. Đây là cái nút zoom nè. Cực kỳ sắc sảo. Từng ngày xanh cô lại một mình nơi đây, nhìn cánh chim bay ngang thấp thoáng trên sân, ông ngập ngụy về một cuộc tình đã lỡ. Ở nhà cái dính mã quyền không? Có dính mã quyền đấy em ơi. Để rồi tắt đi. Em tắt cái âm ly nè, tắt đi các bạn ơi. Thì mình thử cho các bạn xem bao nhiêu được rồi các bạn. Chủ yếu là coi những cái dòng sản phẩm đó các bạn, chứ hát thôi thì lúc nào nó cũng hay rồi. Để thôi nó nhảy qua
mình đang lui cui mình làm đó các bạn, nó nhảy qua bên cái mấy cái bản nhạc có bản quyền ổn cái video công trình mình làm cho các bạn xem đó các bạn, ổn lắm các bạn. Thì thôi mình khỏi hát nhạc đi các bạn. Em dẹp đi. Lấy cái đó ra nè. Ừ, để dưới đây em để luôn kìa. Rồi mình sẽ gắn test thử cái thùng này coi các bạn nó có hát chưa ha. Rồi lên ra đi. Đây các bạn, đây là cái mẫu thùng nãy giờ mình gáp cho các bạn đó. Đây là cái mẫu thùng, thì cái bộ thùng gì mình gáp thành phẩm thì chỉ có 5,7 triệu mình bán tại cửa hàng hả các bạn. Giá này là giá tại cửa hàng. Nếu mà các bạn có yêu thích những cái bộ sản phẩm này thì cứ cứ điện cho liên hệ với điện Tử Khải là 0369 9050 836 các bạn. Mình chợ Đình Bình Thủy, xã Bình Thủy, Châu Phú, An Giang các bạn. Ở đây ở sau Bích Công nó gì nè các bạn. Tất cả những cái dòng sản phẩm lo xịn của mình đó là đều mình có Bích Công như gì hết các bạn. Mình ở đây cũng có số lượng Bích Công xịn, ghẻ có hàng hai mấy, ba chục, năm sáu chục, sáu bảy chục có nha các bạn. Đây phun 4 tắc. Chết luôn. Đây nè các bạn. Sẽ quay cho các bạn xem một cái dòng sản phẩm full. Thì nãy giờ mình lắp đặt nó đã hoàn thành xong một cái cặp full 40 con 76 chép 750 GCF, lo thì lo mặt tin các bạn. Dán ép thì dán ép xịn, dán ép sơn bóng các bạn. Sơn bóng này thì các bạn khỏi có sợ là bụi nó bám lên lâu ngày chùi không được các bạn, bụi bám lên không có được các bạn, tại nó trơn lắm, nó bóng lắm. Mặt lứ có chống bụi, vỏ thùng thì vỏ thùng sơn sàn xịn. Còn Bích Công á các bạn, Bích Công thì Bích Công toàn bộ là Bích Công cái và cái lỗ gắt cắm ở sau, hàng cao cấp. Rồi mình xin phép các bạn là khép lại cái video lại nha các bạn. Nếu mà các bạn có yêu thích những cái sản phẩm lo bất cứ chép lo bất cứ cái gì các bạn thì cứ liên hệ điện Tử Khải 0369050836 các bạn. Thì mình cũng xin khép cái video lại các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình ha.